Hôm nay mình đụng tới cái nồi nấu cơm ha, áp suất Joji Juicy ha, hiệu Von Voi ha, nội địa Nhật ha. Cái nồi này là cái 2008. 2008 mà đã có AI ha. AI đã có AI là đã có trí tuệ nhân tạo ha. Nó nói trí tuệ nhân tạo mà không chẳng biết trong đây cái trí tuệ nhân tạo ở chỗ nào thì cũng không hay ha. Nó ghi vậy thôi. Thì bây giờ đó nồi cơm á thì vẫn giới thiệu sơ sơ ha. Cái này là cái dây cắm điện 100V ha. Đó, mình kéo ra rồi ha. Lâu lâu làm vệ sinh ha, giật cá ha, chạy vô lại ha. Đó, lâu lâu á bạn mở này ra ha, bạn vệ sinh trong đây ha, mở này đó, vệ sinh trong đây sạch sẽ ha, vệ sinh trong đây sạch sẽ ha, bỏ vô ha. Đây, quay cái ngang cái này ha, mở đây này ha. Khi bạn để xuống thì cái mấu thế này này là ăn đây ha, này ra đây có mũi tên này, wow, mũi tên này, ăn rồi cái mũi tên chỗ này ha, vặn vô một cái rồi một bạn lau chùi trong chỗ này ha, sạch sẽ xuống đây, mở ra đây ha, bấm nút này mở lên ha, rồi bạn mở này ra ha, kéo này lên này. Kéo này, mở ra ha, làm vệ sinh trong đây ha, rồi làm vệ sinh trong đây ha. Rồi bạn ấy cái nồi ha, vệ sinh cái nồi, vệ sinh trong đây ha. Rồi xong, giờ mình test ha, đổ miếng nước vô, test thì phải đổ miếng nước vô ha. Tí nước test nó sạch sẽ. Rồi đóng cái nắp vô đây ha. Rồi. Cắm điện 100V ha. Đây. Điện 100V ha. Khi bạn cắm điện nó là cái màn hình nó sẽ thay đổi ha, sẽ mất thay đổi liền ha. Rồi mình nói sơ sơ về cái dàn nút này ha, đây là nút hủy này, phải không? Đây là nút chạy này, nút star này, đây là nút gạo không rửa ha, nút này nút menu ha, nút này nút hâm ha, hâm và lựa chọn hâm ha. Rồi cái này là hẹn giờ, cái này là chỉnh giờ này, phải không? Chỉnh giờ. Cái này là hẹn giờ nấu ha. Thì giờ mình cái chữ đầu tiên là chữ mình chỉ á, chút xíu nữa là cái mũi cái dấu nháy á, chỗ này là nó chạy đi chỗ nào á thì mình nói về cái đó ha. Để lấy cái đũa, ngón tay thọc vô nó. Cái chữ này này là gạo trắng ha. Không? Còn chữ này là gạo không rửa ha. Menu ha. Rồi cái chữ này á, nó là tức là do chữ này là nấu khô cứng ha. Chỗ này là nấu bình thường ha, bình thường không ý kiến ha. Nhìn cái hình có thằng người đẩy hai tay xuống ha. Này là dẻo ha, cơm dẻo ha. Rồi bây giờ đó mình nấu á, thì khi nấu á, thì mình bấm nút hủy ha. Mình bấm nút hủy cái. Nó có cái chức năng gì trong đây ấy, là nó sẽ bị hủy hết ha. Rồi mình lấy menu ha. Mình bấm nút hủy xong mình bấm menu để chọn ha. Nó lên nguyên hàng ha. Chọn nè. Ví dụ như bạn chọn nấu cứng ha, nấu bình thường ha. Ha. Giữa cứng và giữa thường một cái ha. Rồi thường ha. Từ từ để nhảy lên đây đó ha. Thường ha. Rồi dẻo ha. Đó. Rồi bây giờ tới cái chữ này ha, là chín kỹ này. Chữ đầu tiên đó là chữ chín kỹ ha. Đây mình bấm để cho cái mũi tên nó chạy ha. Chữ đầu tiên là chín kỹ nè. Chữ thứ hai là nấu nhanh ha. Cơm nhanh ha. Chữ này là cơm trộn ha. Rồi tới một cái nữa là gạo sushi ha. Cái này là cơm sushi ha. Nữa là nấu cháo ha, nấu cháo. Cái này á, là cơm đậu đỏ, không? Chớp chớp này, cơm đậu đỏ. Cái này là tới gạo nứt ha, gạo nứt ha. Rồi gạo nâu ha, gạo nứt khác nha, gạo nâu khác nha. Rồi gạo nâu ha. Rồi tới một cái là gạo nứt huyết rồng,
đó, gạo nứt huyết rồng ha. Cuối cùng là làm bánh ha, làm bánh ghi 45 phút ha. Rồi à, còn hâm á thì đây là tăng lên ha, hâm này hâm tăng lên, hâm mạnh nè ha, tùy cái chế độ nó mới cho hâm ha. Ví dụ như mình chọn hâm, hâm đầy hâm ha, còn hâm ít là hâm nhiều ha. Đó, khi nấu xong đó nó sẽ hiện lên cái chữ này này ha, đó hiện số này, và chế độ hâm ở đây là thấp ha. Bạn muốn nấu xong, bạn muốn chế độ hâm cao đó, bạn sẽ chỉnh qua đây ha, hâm nó cao đây ha. Là mình nấu thì mình bấm nút huyền cái mình vào chọn menu ha. Ví dụ như mình menu là mình cơm thường ha, đó cơm cứng nè ha. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình nấu chín kỹ ha, chín kỹ đây, xong mình bấm star cái đó, nó sẽ khóa cái nắp vung lại ha. Đó, giờ mình bấm nút hủy ha. Giờ mình bỏ cho chương trình này đi ha. Đó, thì lần sau thì nó vẫn nhớ cho đó ha, tức là khi mà bạn xài xong nó vẫn nhớ cho đó ha. Đó, chừng nào bạn rút điện ra thôi ha, còn không thì nó vẫn nhớ cho đó ha. Bây giờ mình thử tắt điện đi coi ha. Đó, mình tắt điện đi ha, rồi mình bật điện lên, nó vẫn nhớ cho đó ha. Đó, vẫn nhớ cái chương trình cũ. Rồi bây giờ mình chọn thêm ha, nấu nhanh ha. Đó, mình bấm vô nấu nhanh ha, restart ha. Đó, nó hủy ha. Nấu xong thì nó tự hâm thôi, và còn bạn thích hâm thì bạn bấm hâm ha. Rồi bây giờ mình bấm thêm cái nữa ha, ví dụ như mình bấm ở đây nấu cháo ha. Rồi mình bấm đây cả ha. Đó, nấu cơm vậy thôi, nó chỉ có nhiêu đó thôi ha. Khi nấu cơm mà bạn chọn gạo không rửa đó, là chữ này gạo không rửa ha. Bên Nhật nó có gạo không rửa, mà Việt Nam mình cũng có thể có đó, gạo sạch không cần rửa, phải không? Tức là gạo không rửa thì bạn sẽ bấm vô lúc này ha. Bấm vô lúc này nó sẽ hiện lên chữ này ha. Thì lúc đó bạn menu bạn chọn ha, bạn chọn cái loại nào cũng được ha. Ha, đây ha, nó nằm ở trong cái danh sách đó ha. Đây, cũng y chang như là gạo trắng thôi, cái chữ này là gạo trắng này ha. Đó, thấy không? Rồi thường á, là bạn chọn vô cái chữ này nè, chữ có chớp chớp này nè, chữ này là chín kỹ nha. Chín kỹ đó thì thông thường là người ta giống như là người ta kêu là nấu có vitamin đó, ha, nấu sinh thái, nấu vitamin đó, kiểu này cơm này rất ngon nha. Bạn mua thơm Đài Loan hay gì đó, bạn chọn vô cái nút này nấu kỹ lắm ha, nấu chín rất ngon ha. Bấm vô ha. Đây, nếu mà không thích mình cancel ha. Thì trên cái phần này đó mà mình nấu gạo trắng á, thì mình tắt đi ha. Đó, mình tắt đi thôi, thì nó y chang như là gạo trắng thôi ha. Đó, vậy ha. Rồi bạn muốn chỉnh giờ ha, bạn bấm đè đây một cái này ha. Đó, bạn chỉnh giờ ha, nó chạy này ha, rút xuống này. Đó, đè rút xuống ha. Bây giờ là đang là 17:45 ha, 17:46. Rồi bạn chỉnh xong rồi bạn buông tay ra, rồi tự nó đứng lại, nó đứng lại nó sẽ nhớ ha. Đây hẹn giờ nấu ha, đấy hẹn giờ nấu là bắt đầu ha, nấu rồi ha, tới giờ kết thúc thứ hai này 18 giờ này ha. Đó, thì ấy xong rồi mình set cho giờ chỗ này ha, set lên set xuống ha, xong mình bấm đây rồi tới giờ nấu thôi phải không? Rồi có nhiêu đó thôi ha, dễ.